Xin chào các bác, xin chào các bạn. Cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi. Video này của chúng tôi xin nói về cái việc chữa bệnh bằng thủy châm. Đây là video nói về cái cảm nhận của khách hàng sau khi mà được lương y Hà Minh Tuân điều trị bằng phương pháp thủy châm. Xin mời các bạn xem video để hiểu rõ về nội dung hơn. Chúng tôi xin nói qua về bệnh nhân. Bệnh nhân này có chồng đã điều trị ở lương y Hà Minh Tuân, lần đầu điều trị là bị đau chân, lần thứ hai điều trị là bị run tay chân. Kết quả điều trị thế này rất là mỹ mãn và khả quan. Còn chính bệnh nhân cũng bị đau chân và cũng được lương y Hà Minh Tuân điều trị. Các bạn hãy xem hết toàn bộ video này trong cái buổi nói chuyện này để hiểu rõ hơn. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Châm ở Việt, Việt Dũng Tuyền nhé. Ừ, châm trúng cái Việt đó. Trúng cái Việt đấy. Tôi đau lắm, châm đấy đau lắm. Chứ mình cũng chẳng ai với đây mình cảm thấy đau thì người châm. Em nó gặp mấy bác không nghĩ chứ. Em đây này năm đầu ngón chân thì không biết là làm sao cái dây thần kinh cái này nó đau như thế. Thế mà em cũng châm mà bác bảo đau lắm, không biết cô có chịu không. Thì thế bảo thế bác cứ châm cho em. Cũng châm rồi đấy. Châm năm đầu ngón chân, trời ơi như nó đau chưa từng có cả chú. Ừ. Dạ thật. Thế mà em cứ dũng cảm, bác bảo máu nó chảy ra tệ mẹ, cứ tệ luôn. Không sợ, nhưng mà đúng cái máu đập nó chảy ra biết làm gì. Thì sợ thế. Thế mà cái lúc em đỡ đấy, thì bác thì chăm đi nó chẳng có nghĩ nó rú hết bàn chân thì bảo, nó đi được cơ mà. Nó như là rời nửa bàn chân thì ra. Thế mà từ lúc bác cái chân cho thì đỡ, đi được. Ra ra khỏi đấy. Đỡ rồi. Vâng. Đi tốt lắm. Thế thì chăm ở đâu nữa? Dạ. Cô bà còn chăm ở đâu nữa? Không, chỉ đầu gối thôi, em chỉ đầu gối thôi. Em đầu gối nhưng mà đây của nó có cái chỗ cái gân luôn chỗ này. Vâng. Vâng. Thế là cứ vạch lên thì là bác ấy cứ châm thế thẳng cho hai cái huyệt này thôi. Thế là cũng có đau luôn. Đau đầu gối. Vâng. Là vẫn chỉ ông Tuân châm thôi đấy ạ. Vâng. À. Đâu có Tuân thôi. Có Tuân chẳng có thuốc nào nữa. Dạ. Còn cái chị mà cũng cùng với em đấy. Thế là bà ấy đi đấy chút tổng có 500. Dạ. 500 đấy. Châm mẹ bảo ông Tuân muốn đến ông châm cho ạ. Đang đeo bao nhiêu mà ấy. Chứ 500 tập là chứ chắc nó khỏi. Ý thì chẳng lấy 500 được một tuần là thôi. Đâu lại hoàn đấy luôn. Đấy em bảo có là phí á. Dạ yên mà châm 500 một tuần thì có phải cũng đỡ rồi. Thế nhưng bà ấy cũng nghe bảo ôi dạ ông ấy chỉnh độ gì đâu mà châm rồi. Thôi. Thôi. Hai ông bà đây châm nhiệt tình lắm. Thôi mắc quần cũng vâng. Nhiệt tình châm cho nên ông á. Ông từ bệnh thời. Thế là về ông bảo thế thì bây giờ tôi châm cho ông. Chứ trước bắt đầu đi viện về là ông vẫn qua nữa đâu. Từ hôm uống châm một cái là ăn được luôn. Đấy, tự dưng không ăn được. Thế em mới tin tưởng là cũng là tốt. Chứ còn trước ở bệnh viện là nó chỉ có chỗ uống thuốc men lên cao. Đấy. Thế mà châm vào thì ông lại nhóc. Ông lại ra thì áo cũng không nào. Thì ăn được. Đấy, ăn được. Ăn được ngủ được. Ra bắt cơm. Nhưng mà em thì em tin tưởng ở cái chỗ này. Riêng từ hôm mà ông Tuân giúp cho ấy thì cái ngủ của ông là đặc biệt là quá đẹp. Nè. Bắt đầu ăn xong tối em nói bác nghĩ thôi thì vợ mình muốn nấu cam muốn dọn gì thì dọn. Nhưng mà ông ăn xong rồi tôi đi ngủ đi bà nhé. Thế là ông lên giường ngủ. Ngủ trong ánh như cầu tây lúc trước không bận gì. Thế nên em bảo chẳng biết là nó phải mặt nào nhưng mà tôi cứ biết là bây giờ bác cái chân nhưng chân một tháng chứ không ít đâu bác. Đấy chân một tháng mà đấy. Đấy chân một tháng ông giá chân nhé. Đấy. Chân. Đấy. Giá chân cho nên châm hẳn một gan này. Đấy. Châm hẳn một gan chân. Châm một Việt Dũng Tuyền. Đấy. Đấy. Xong lại cái xương sống của ông ấy thì trước đây thì nó cứ thành máu lại ra. Thế thì từ hôm mà ông châm thì không thấy đau nữa. Thì không biết là nó khỏi về cái gì hay là nó thế nào, cái đó ông chẳng biết được. Thì tôi cứ biết là bác ấy điều trị cho như thế này. Khá rồi. Vâng. Đấy, đúng rồi. Là trước là không ngủ được. Không ngủ được. Bây giờ châm là ngủ được. Nhưng mà hay nhất là cái ngủ. Bây giờ ông ngủ bí mắt luôn. Chứ còn trước nó thật là ông cứ xì xụp. Năm đêm em ở. Ông làm cái gì mà ông chỉ dụ ông cũng ngủ đi mà. Hay là mạng của ông ấy thì ông lại ông xuôi. Thế ông bảo không, làm sao nó không ngủ được đấy. Còn thế thì tuần tiền là thôi đấy. Thế em nói thật với bác với cháu này. Em cũng tin tưởng là bác ấy. Như thế này em cũng tin tưởng. Nói thật thế này em cứ chân em thôi. Chứ chẳng ngủ chỗ nào. Mà cũng chẳng đi lấy chút gì. Đấy. Nó là như thế. Đấy tức là. Mình bác nghĩ chứ. Ngoại có cháu. Yeah. Đúng là chị em mình cũng thông cảm với nói nhau. À. Đúng khi nắng lúc ông ấy ốm nằm nữa ông ấy biết là ông chân ông già thế chứ không biết đâu. Thì ông có nói đâu mà biết. Thế thì chỉ thấy ông không ngủ được thôi. Hay ông ấy ốm đau ông ở viện ông về đấy thì nói thật là hai vợ chồng nó nằm nhau cái nhảy em thì cũng có nhiều giờ.
chứ không nằm chung nhiều đâu. Thế trong cái lúc em bảo chắc chân nó giá thế này. Thế ông bảo chân thì trước nó nhờ nó như thế. Thế nó chết. Đến khi này nói cái chuyện với ông Tuân này, cái ông sang thì ông bảo được, tôi điều trị cho ông. Tôi điều trị ông chân ông nóng thôi. Đúng thật. Không biết là nó phải ở mặt nào thì em cũng không biết được. Nhưng thôi em cứ biết là bác cứ giúp được như thế này. Thế em rất cảm ơn thương mẹ. Thế này từ bấy giờ là cũng chân ông còn giá thật. Mà ăn được, ngủ được, cứ tối nhìn giường ngủ. Nhưng mà ông ngủ được thì em để ông ngủ, chứ không bao giờ có bác ông làm gì không.